cây sung này tôi chuyển dáng chuyển thế cho nó mấy lần mà cắt đi cắt lại mấy lần mà tôi vẫn chưa nghĩ anh em ạ. Hôm nay tôi lại tiếp tục ra sửa cho nó một số cái chi tiết mà tôi cảm thấy nó chưa được, với cả mình nhìn nó thô với cả nó chướng mắt lắm anh em ạ. Đây này, cái chi tiết thứ nhất là cái này, anh em thấy cái rễ này không? Cái rễ này nó rất bị nó bị đơ mất hơn một gang này anh em này. Nó nhìn nó chạy là một đường thẳng, nó không có một đường cong nào cả. Hôm nay chắc tôi loại bỏ cái rễ này. Với cả cái cành này này anh em này. Cái cành này đây. Cái cành này là hai cành nó trùng cành này. Mục đích tôi để là để cho nó kéo cái sẹo này anh em này. Nó đang mím đường sẹo này. Hôm nay thì thấy cái cành bên này nó khỏe rồi thì chắc tôi loại bỏ cái cành này luôn. Còn cái này thì cũng để cho nó kéo cái sẹo này thôi. Hôm bữa là tôi do tôi chưa có cái keo, tôi chưa hết cái keo liền sẹo ấy, tôi cũng không bôi cho nó nên cái sẹo nó kéo rất chậm. Hôm nay chắc tôi cắt vát ra xuống một xíu rồi bôi cho nó luôn. Mấy cả cái cành cành này thì cành này tôi đang nuôi sống rồi, tôi đưa nó xuống làm cành huyền này. Cành này thì không động chạm gì đấy. Tôi xử lý cái này anh em theo dõi cho vui nhé. Tôi vừa xử lý cái rễ thẳng đi rồi anh em ạ. Đấy anh em nhìn thấy nó khác không? Và bây giờ là tiếp tục tôi xử lý luôn cái cành kia đi. Cái cành này đi. Sau này mình đưa cái cành này trở về. Để tôi quay gần lại cho anh em xem. Nó bị trùng cành này. Anh em xem. Một điểm mà nó lên hai cành thì mình phải lên bỏ một cành đi. Nhưng mà trước đây thì mình cứ để thôi, còn để cho nó kéo sẹo chủ quan trọng là nó mạnh cái sẹo này thôi, chứ còn bây giờ thì không cần nữa. Bây giờ cái cành này nó quá khỏe rồi. Thì mình cắt cành đi. Đấy, làm cây thì cứ làm từng bước một nhé anh em nhé. Lâu lắm mới thành một cây anh em ạ. Làm cây kỹ là lâu lắm. Tôi có một cái số cây là tôi cứ làm cho nó kỹ, còn một số cây mà mình đã vào dây kẽm mình uốn là những cái cây đấy nè, nhiều khi làm mô phỏng demo đây để cho anh em mới chơi tham khảo ấy, chứ còn đúng như làm cây thì không nên vào dây kẽm nhiều quá anh em ạ. Những cái cành nào nó sai vị trí mình mới phải vào dây kẽm thôi, chứ còn đúng ra thì mình cứ phải nuôi rồi mình cắt giật thì nó đẹp hơn. Cành này cắt đi. Đây phải xử lý từ từ. Còn cái chi này thì mình nên nuôi này. Nuôi một ni một chi cành này phóng về đây, sau này phóng vào đây. Cành nên lên dựng ngọn ở đây. Thân trực dựng ngọn trên đây. Cành này là cái cành cành phong này. Cành này là cành phong này lợp lên cái cành cành huyền đây. Cành huyền một cành xuống đây. Đấy.
cành này xuống đây. Cành này nó lợp cho cành huyền này. Cành này dài quá, to quá rồi, cắt đi, cắt bớt đi anh em. Cắt lên đây đi. Cắt đi để cho nó cái cành này nó không to nữa và nó tỏa bông nha chỗ này. Điểm này cắt. Những cành nào muốn nó to thì mình để, còn những cành nào mà muốn hãm lại thì mình cắt nó đi. Những cái cành này không bao giờ được cắt. Cành này cứ phải nuôi to cho nó vượt cái cành này luôn. Xong là mình víu nó xuống đây mình làm cành huyền. Cành nuôi cái sẹo này mà vừa lấy tôi gọt tôi lỡ nó cắt bay nó đi, cắt đất mấy cái cành này dữ quá. Thôi chắc mình nuôi lại để cho nó kéo sẹo chỗ này. Cây này nó bây giờ mình phải thúc phân vào cho để cho nó cành nó phát triển mà anh em ạ. Chứ nó vẫn còn yếu đó. Phải chai phân. Cho nó mấy giọt. Cái chai phân tôi pha sẵn, cứ thỉnh thoảng lại cho vài giọt, tuần hai tuần. Cái sung mà khi mà nó bị đến cái mùa này là nó hay có cái con bọ sung ở lá này anh em này, là cái cây nó chậm phát triển. Khi nào mà nó hết cái mùa này bắt đầu nó rụng hết cái lá đi, nó ra cái đọt mới bắt đầu cây nó lại phát triển mạnh. Cái sung là mùa này là bị con bọ sung nhiều này. Đây này, cái lá rộp hết này anh em này. Bên trong này là nó có con bọ ấy nhá. Tôi thấy nhiều anh em ăn cuốn nem là cứ lấy cái lá này bỏ ăn ngon, bên trong nó toàn bọ ấy, không phải là chứ không phải là cái lá nó thế này đâu, nó làm tổ ở trong này đấy. À, cũng có một số anh em hỏi tôi là, nhưng mà tôi không trả lời hết được đâu. Hôm nay tôi tiện tôi làm cái cây này thì tôi chia sẻ luôn. Có anh em hỏi là em muốn cái cành sung nó nhanh to ấy, thì làm cách nào hả anh? Thì nhân đây thì tôi cũng chia sẻ luôn là muốn cành sung nhanh to ấy thì mình phải cho cái cây vào cái chậu nó to và chất dinh dưỡng phân nhiều vào.
và mình đừng lên đụng chạm vào cành nó, cứ thả rông cành nó, lá với ngọn cành mình đừng có cắt thì cành nó sẽ nhanh to. Còn mình cứ hãm cành thế này này, cứ bấm đọt thế này là cành nó không to đâu. Muốn to thì cứ chất trồng nhiều, phân bón nhiều, cành lá thả rông thì nó nhanh to, đơn giản. Còn trong tạo thế cây thì cành số 1 nhỏ hơn cành số 2, muốn cành số 1 to hơn cành số 2 thì thả rông cành số 1 và bấm ngọn cành số 2 thì cành số 1 nó sẽ đuổi vượt cành số 2. Làm cây thì nó cứ đơn giản vậy thôi. Anh em nắm được nguyên lý của nó thì nó rất đơn giản. Còn không nắm được nguyên lý của nó thì làm cây không bao giờ cân đối được. Làm cây thì làm kỹ luôn từ lúc ban đầu anh em ạ. Ví dụ như cái đoạn này chẳng hạn, tôi ví dụ thôi. Đây. Đoạn này mình giặt đoạn này thì sau này thì mình cảm thấy nó đẹp. Chứ còn nếu mà anh em nào mà giặt nó cao thế này, cái đoạn đơ này nó cao lên thế này mà mình bên trên mình tạo đẹp lắm rồi. Sau này một thời gian dài mình chơi bên trên nó đẹp rồi, nhưng mà mình lúc nào mình ra vườn mình cũng thấy cái cây này nó bị đơ cái đoạn này. Thì lúc đấy mà mình cắt lại thì nó phải tốn đi mất khoảng vài năm thời gian để mình tạo lại. Nên làm cây muốn đẹp thì mình làm luôn từ lúc ban đầu. Đấy, tôi vì sao mà những cái cây mà làm kỹ thì mình lên cắt nó những cái đốt giật nó ngắn thế này thôi anh em này. Đấy, được có 3 phân rồi anh em thấy không? Chứ còn nó mà lên đến 10 phân thì bên trên có làm đẹp thế nào thì cái đoạn đơ đấy thì sau này mình nhìn nó vẫn không bao giờ nó hài hòa cây được. Chắc video tôi chia sẻ về cây sung đến đây, tạm biệt tất cả anh em nhé.